Và Độ Sinh xin chào các bạn nhé. Đây là khu quang cảnh của khu anh em bán cây ở chợ Vạn Phúc Hà Đông. Phải nói là có một cái chợ như thế này là một cái điểm đến cho rất nhiều người đam mê, mà là một cái điểm để chúng ta giao lưu được với những cái nhà vườn, những anh em mà trực tiếp làm và chơi cây cảnh. Tôi hôm nay lâu lắm rồi tôi mới trở lại Vạn Phúc để giao lưu với anh em một chút. Cũng là một cái ngày nó mát trời sau mấy ngày gọi là mưa gió. Tôi gặp một cây vú sữa này, nhìn hay đấy các bác này. Cây vú sữa có cái nét rất độc đáo. Đấy. Đường đi của thân cây, tôi nói là để có một cây vú sữa mà chơi cắt giật như thế này phải là khó là gặp đấy. Đấy, cây vú sữa rất hay. Đây mà đeo khoảng độ chỉ còn chục quả trên cây nữa thì hết nước chấm luôn. Đấy, nét phải của nó đây nha, để yên. Vâng, chúng ta ngắm được cái đường quật lên của gốc này, đường uyển chuyển gập, cũng có cái nét giống chữ tâm nữa của thân cây này. Thế còn trên này thì được rồi, trên này bố cục chia hai nhánh. Cái mầm này anh phải để nguyên, đừng có làm mất cái mầm này đi. Đấy, cái mầm này phải cố gắng giữ để cho nó to lên độ bằng cái đũa là được. Nó to lên như bên này là chuẩn. Đẹp quá nhỉ. Vâng, không biết dòng vú sữa gì đây. Chứ nếu là vú sữa lọt rèn thì thôi, quả thì nó còn nhiều hơn cả lá. Nhưng mà dẫu sao thì với bóng cây vú sữa như thế này là cũng rất là đẹp rồi. Hàng một người bê nhẹ nhàng đúng không anh? Vâng, một người bê nhẹ nhàng. Tổng chiều cao nữa chỉ khoảng độ 50cm thôi. Cây này thì bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cây này 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu rưỡi? Có bao ship không? Không bao ship ạ. Bán tại chợ à? Bán tại vườn, tại chợ. Vâng, đó là cây vú sữa của anh Hiếu nhỉ? Vâng ạ. Người ta hay gọi anh là Hiếu gì đấy? Hiếu Đục. Hiếu Đục à? Anh cho cái số điện thoại nhá. Vâng ạ, 0983 161698. Hay là cái anh Hiếu mà người ta cứ bảo anh đi đục cây thuê đấy. Vâng. Chính gọi là anh Hiếu Đục đấy à. Vâng, rồi anh có cây vú sữa tôi thấy là tâm đắc đấy. Anh có thể bê được phát lên không? Tôi lấy cái kiểu ảnh đại diện phát. Rồi, chụp nhá. Xong rồi, cảm ơn anh. 3 triệu rưỡi phải không? Vâng. Thế còn ngoài ra tôi thấy anh có mấy cây này. Đây là đôi xanh này. Đôi xanh là đôi xanh huyền đối xứng này. À đẹp đấy. Đôi chậu tàu đúng không anh? Được mà. Gốc cũng đẹp rồi. Cây cũng tương đối già rồi đấy. Chơi nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này dễ bài trí này. Một người bê nhé. Nhấc lên cái là biểu hiện luôn. Rồi. Cái đôi xanh này thì bao nhiêu tiền nhỉ? Đôi xanh này 25 triệu. 25 triệu à? Vâng. Vâng. Đây là cây số 2 bên này này. Cây này thì đói tán hơn một chút. Đúng không anh? Đây nó mất cái chỗ này thôi. Bị cây này nó bị gãy à? Vâng. Rồi nhưng đang nuôi đây ra rồi. Vâng. Đang nuôi, đang đánh trở lại tạo bông đỡ chỗ này rồi. Vâng. Nhưng mà nói chung là phía dưới này cũng vẫn hơi đói hơn một chút. Vâng. So với cây này. Thì là cây ông cây bà đi. Vâng. Cây ông cây bà. Bà bao giờ cũng phải là nhỏ nhắn hơn ông một chút. Thế là 25 triệu. Được đấy. Thế còn bên này, đây anh có cây dưới à? Vâng ạ. Dưới. Cây dưới cũng được. Bao nhiêu tiền nhỉ? 5 triệu ạ. Cây này 5 triệu.
Vâng, thế còn cây dưới này? Cây dưới đấy 1 triệu 8. 1 triệu 8? Vâng. Rồi. Đây là cây hoa giấy này, màu tím Huế, dáng lại dáng gọi là dáng thác đổ, nhưng mà các tay anh ấy làm vuông rơi vuông chữ triện hết rồi. Hàng bưng bê một người nhẹ nhàng. Cây này thì bao nhiêu tiền? Cái đấy 1,6 triệu. 1,6 triệu. Rồi, hết chưa? Đây còn 4 cây trên xe nữa. À, trên xe anh còn 4 cây nữa. Đây là cây xanh quê. Cây xanh quê cũng già đấy nhỉ. Cái này thì bao nhiêu tiền cháu? Đây 16 triệu rồi. 16 triệu. Rồi, thế còn cây xanh quê bên này tiếp. Cây này 1,5 triệu. Cây này 1,5 triệu. Đây là cây si à? Vâng, cây si đúng không? Cây si này tầm giá bao nhiêu anh ơi? 7 triệu. Giá 7 triệu. Rồi. Vâng, đây là cây xanh. Vâng, xanh quê. Xanh quê bám đá thấm thủy. Cái này thì bao tiền? 12 triệu rồi. 12 triệu. Rồi, hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Cây có thế à? Lần sau mang nhiều lên nhé. Một xe này của cháu bằng xe 1 tấn đây chú ạ. Cây vú sữa của anh đẹp đấy. Cây vú sữa mà 3 triệu rưỡi mà ở xa anh mến khách mà anh lại ship cho người ta nữa là dễ chấp nhận đấy. Quanh Hà Nội thì ship được rồi. Ừ, cây là dễ chơi đấy. Quanh Hà Nội nó chở nó tận nơi. Ừ, cây là thế nào cũng bán được đấy. Vâng. Rồi, thôi bán hàng đi nhá. Vâng. Tôi đi dạo chút đây. Vâng, chú đi dạo nó quay ra đây một chút. Ừ. Vâng, đây là chợ Vạn Phúc, Hà Đông. Đằng trước mặt chúng ta đây là đường Tố Hữu. Hết đường Tố Hữu đi về phía trung tâm Hà Nội, đó là đường Lê Văn Lương. Và bây giờ Đủ Sinh lại di chuyển đến những cái gian hàng khác để giao lưu cùng với anh. Chợ này thí họp vào ngày mùng 5, ngày mùng 10, ngày 5, ngày 10 hàng tháng âm lịch. À, tức là ngày 5 này, ngày 10 này, ngày 15 này, 20 này, 25 này,
30. Và đấy, bởi vì nhiều anh em xem video cứ nhắn hỏi bác Sinh ơi chợ họp vào ngày nào, thì cuốn video này tôi đào nói luôn để anh em mình hình dung ra. Rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Chúng ta tiếp tục đến với những cái gian hàng chợ Vạn Phúc tiếp theo.